Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình. Tiếp tục quay tay thì vận may sẽ ập tới. Và cái event ngày hôm nay, event mùng 1 tháng 6 này sẽ có những gì? Thì đây, sự kiện nạp 200 kim cương sẽ được 2-5 mảnh đá đắc khả nai này. Nạp 400 kim cương sẽ được lựu đạn bánh trưng vĩnh viễn này. Nạp tích lũy 700 kim cương sẽ được cái mảnh đá đắc khả nai từ 4 mảnh cho đến 10 mảnh này. Nạp tích lũy 1.000 kim cương sẽ được tặng cái vũ khí cận chiến mới, đó là kẹo que vĩnh viễn luôn. Rồi, nạp tích lũy 2.000 kim cương, một lần mua quà lớn này, những cái khẩu súng kỵ sĩ trong quà lớn này thì sẽ được hoàn ngay 1.184 kim cương. Và nạp 5.000 kim cương sẽ được tặng một cái dòng snip mới có tên là Golden Flash vĩnh viễn. Á chà chà được đấy. Rồi, thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái tài khoản Pro28 này để làm một clip đập hộp và quay quân trang. Ok, và hôm nay thì mình sẽ tiến hành nạp Adcoin luôn nhé. Rồi, mình sẽ nạp hết 5.200.000 Adcoin này. Đây, mình sẽ nạp một phát 5.000.000 Adcoin này. Rồi, 5.000 kim cương, đồng ý. Nào, được cái những gì nào? Đấy, kẹo que này trang bị luôn, tuyệt vời. Bánh trưng này, vĩnh viễn luôn. Ui, 14 mảnh đắc con nai này. Ôi, ngon nhỉ. Rồi, đóng luôn. Úi xời ơi, khẩu Golden Flash này, tuyệt vời đấy. Và còn nốt 200 mình sẽ nạp nốt luôn. Đâu ấy nhỉ? Đây, 200 kim cương đây rồi. Đấy, nạp 200 kim cương rồi, ok. Rồi, và lần này thì mình sẽ quay 10 lần. Với cái số kim cương này mình sẽ quay tròn 10 lần. À đâu, được cái gì đây? Blue Fox Bow 2 ngày à? Rồi. Và ok, và mình sẽ bắt đầu tiến hành quay phát đầu tiên luôn nha. Hy vọng rằng sẽ ra cái khẩu AVKP Dragon này. Nào, sẽ là cái khẩu gì đây? Ra đi. Ủa đủ. G36 Electric á, đen thế. Evin AK47. Được thêm hai mảnh đá Fire Dragon AK47. Sao lại gọi là Fire Dragon nhỉ? Phải gọi là Dragon AK47 chứ. Rồi, tiếp tục làm cái thủ thuật này. Rồi, thêm nhanh, bắt đầu. Rồi vào bắn vài phát. À, thử xem cái cận chiến này nó như thế nào nào. Đấy chả ngon nhỉ. Cái này dùng để ăn chứ dùng để đánh nhau đâu. Nào, thử phát nào. Quánh luôn, ui. Mình thấy nó chém đặc biệt và chém thường ấy thì nó hơi chậm, cái con phớ rồng. Rồi, phát luôn. Mất thời gian quá, mình test vậy thôi chứ thực sự là cái ngoại hình của cái cây kẹo ấy nó rất là đẹp. Ok, tiếp theo, phát thứ hai sẽ là khẩu gì đây? AVKP Dragon nào. Ôi đù. Ôi xong rồi, quay đến này. Hai phát đầu rồi không ra khẩu kỵ sĩ hoặc khẩu điện thoại nào này. Đùa nhau à? Ôi ôi, mình phải giải xui thôi, đen lắm. Từ từ đã. Xem nào, vào một cường hóa. Đây, xem cái chỉ số khẩu này nào. Á à, đù, sát hại 160 này, xạ tốc là 8 này, tinh độ 100 này, ổn định là 69 này, cơ động là 26 này, xuyên 63, xạ trình 200. Xạ trình lớn nhỉ, đạn là 14 trên 29 viên, à 28 viên. Cái khẩu này mình thấy ngoại hình của nó khá là giống khẩu dòng Flak Knight, nhưng mà đây chắc là cái phiên bản được đúc bằng vàng đây. À, tuyệt vời. Á à, chà chà, à, khẩu này cường hóa đặc lên M luôn. Đây là khẩu súng đầu tiên cường hóa đến level 10. Được đấy. Rồi, tiếp tục quay lần thứ 3 luôn nhá. Quay luôn, khẩu gì? Đùa chơi sau này nhỏ đấy. Có đùa nhau à? Ơ. Lại ba đá Flak Knight. À, hình như là cái khẩu Pulit này sắp lên level 9 hay sao, mình xem nào. Đấy, đúng luôn. Úi xời, đủ mảnh lên level 9 luôn này. Cho em nó lên level 9 luôn. Rồi. Tuyệt của nhà bà vời luôn rồi. Ngon. Đậu phộng hôm nay hơi đen đấy, nhờ hơi đen so với quy định đấy. Đấu đơn này, ván đấu robot này. Đấu tự động tiếp này, thêm cán bộ xem như nào nào. Ủa, thứ 3 lần rồi. Rồi, lên luôn. Kẹo này chém hơi chậm so với lại con phớ zombie. Ôi, vừa rồi mà chắc không chết rồi. Tự sát luôn, rồi. Lần thứ tư. Lần thứ tư sẽ là cái khẩu súng gì đây? Nào, 518 kim cương nữa. Ở Dragon AVKP. Ơ đù. Mình cạn lời luôn rồi. 4 lần. Đùa, hôm nay
hôm nay đen. Thật sự hôm nay rất là đen luôn. Lại được thêm 3 cái mảnh, sao toàn được mảnh súng nhỉ? Đây, 3 mảnh này này. Đen thật. Mình đang muốn cái khẩu AWP Dragon này xuất hiện. Mà tiếc là nó không ra. Đùa thử xem nào, mình thử xem nào, vào clan nào. Gọi quyên hiến nào. Đổi chứ hôm nay hơi đen đấy nha, hơi đen so với quy định nha. Quay cái vòng quay bí ẩn một phát xem như thế nào. Rồi, ta chơi phát luôn. Phát thứ 5 này, đậu phộng trôi. Hôm nay ngày gì đen thật đấy. Ơ đù, đùa nhau à. Cái what the hell, cái chuyện gì xảy ra đây. Ui, được mỗi khẩu Dragon P90 nhưng mà tiếc là nó mới level 4 thôi. Đùa, hôm nay ngày thật sự hôm nay quay con trang rất là đen luôn các bạn ạ. Vừa mới báo trì xong thì mình vào mình làm clip luôn. Thêm cái điểm cường hóa nào. Đùa, hôm nay hơi bị trồn đấy. À, sai. Còn 5 phát quay. 5 phát quay làm gì với 5 phát quay đây. À, đây. Nhận cái nhiệm vụ ngày xem nó như thế nào. Rồi. Quay luôn. Câu giờ mất thời gian. Ra đi, ra được khấu gì ra nốt đi. Cái đẹp. Đùa nhau à. Có toàn bánh súng này. Toàn 3 mảnh không thôi. Ui. Lại được cái quái gì đây. Anger EIE là cái gì. À cái này là mặt nạ cho cái gì nhỉ, cho Kelly hay Marie ấy, mình không nhớ nữa. Đen thật nhưng mà thật sự hôm nay quay rất là đen luôn. Không ra một khẩu súng nào. Mình không hiểu luôn hôm nay là cái ngày gì. Vừa báo trì xong đấy. Các bạn, đây các bạn đợi mình chút, mình phải out ra. Mình phải out ra. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái chương trình thử sức quay tay thì vận may nó không đến đâu. Phát 2. Lần này thì mình sẽ quay luôn này. Đậu phộng trôi, đen quá. Vừa thoát game vào lại xem có đỏ không. Đùa. Đùa, mình muốn đập máy lắm rồi đấy. Đùa nhau à. Ôi, toàn ra những cái khẩu súng kỵ sĩ lại huyền thoại mà toàn level 4 ra làm cái gì. 4 mảnh có khác gì. Ra cái khẩu level 4 này có khác gì ra 4 mảnh súng đâu. Xong ra level 7 đi. Còn 3 phát quay, sao hôm nay đen thật. Vừa báo trì xong hay là mình nghi là BTC có fix lại cái tỷ lệ ra súng không nhỉ. Đùa chứ. Lên mình tàn sát toàn bộ bọn này xong mình mở xem có may mắn hơn không. Rồi mình tức gần, tức mình tức, tức ứa nước mắt rồi. Quay 6 lần rồi. Quay 6 lần rồi mà không ra một khẩu súng kỵ sĩ hay huyền thoại level 7 nào. Toàn ra mảnh với level 4 thôi. Level 4 thì có khác gì ra mảnh đâu. Đùa với nhau à. Rồi phát thứ 8 này. Để ra đi coi nào. ABKP. Đùa. Định mệnh. Lại ra 3 mảnh súng. Cái này mình nghi là có vấn đề này. Đùa, cái ngày thứ nhì mà sao nó khốn nạn thế. Đâu rồi, cái số đắc cần ai đâu rồi. Lên được M36 chưa nhỉ. Lúc nãy mình cũng được thêm, ui, 22 mảnh nữa cơ á. Nhiều phết nhỉ. Một khẩu, cũng cần một khẩu này level 7 nữa. Thêm vài mảnh nữa thì sẽ lên được thôi. Nhưng mà mình sợ là ngày hôm nay 8 lần quay rồi. Mình nghĩ là ngày hôm nay rất là ngày, là một cái ngày cực kỳ đen khi quay con trang luôn. Được lắm. Hay lắm. Đậu phộng trôi. Hay là vác cái khẩu này về nó đen thế nhỉ. À, thử trang bị khẩu này vào ba lô xem nó có may mắn hơn không nào. Từ từ nha, để mình trang bị cái khẩu. Đây, thay cái khẩu 6 nòng này đi. Cầm khẩu 6 nòng này nó hơi đen. Đây. Đấy, dòng kỵ sĩ luôn nhá. Đây, nó là phiên bản Flak Knight nhưng mà nó đúc được, nó đúc bằng vàng nguyên khối luôn đấy các bạn ạ. Tiếc là khẩu này chỉ nâng được lên M thôi. Rồi. Phát thứ 9. Đình công mệnh. Đây rồi, phát thứ 9 này, khấu gì đây? Nào ra nào. Đùa nhau à? Đây, lại ra khấu kỵ sĩ level 4. Mình nghĩ là bị fix này các bạn này. Mình thề luôn. Đùa. Lại 3 mảnh, lại 3 mảnh. Toàn mảnh súng với lại súng kỵ sĩ huyền thoại level 4 thôi. Mình không hiểu luôn. Được mày, mày được lắm. Còn phát cuối cùng. Đen rồi, hôm nay thật sự rất là đen luôn.
quay 10 lần nhưng mà không ra một cái khẩu súng level 7 nào. Định mệnh. Tôi quay luôn nha. Umbala. Bồ Tát ơi, quan đời mời ra khẩu súng AWP Dragon level 7 đi. Ra nào. Ra nào. Ôi dồi ôi. Mẹ, phát cuối này còn ra khẩu súng chích level 7 nữa, ra làm cái gì. Định mệnh. Rồi. Thế là bay nốt 10 lần quay. Trái ra cái con mẹ gì cả luôn. Thật sự mình rất là cay luôn cái lần quay ngày hôm nay. Thật sự là quay xong cái clip này mình cũng không dám up lên luôn. Thật sự cực kỳ đen luôn. Không hiểu sao ngày hôm nay là ngày gì nữa. Vừa báo trì xong mình vào mình quay làm, mình làm clip luôn. Đây là một cái bài học sương máu cho mình này. Và cũng là một cái bài học cho các bạn này. Báo trì xong tốt nhất là đừng có lên quay gì hết. Đợi đến ngày hôm sau mà quay. Thề luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử vào test một trận với cái khẩu AWP khẩu Flash Golden này. Trong chế độ đấu đơn trước nha. Clip sau thì mình sẽ làm trong chế độ đấu danh. Thật sự ngày hôm nay cực kỳ đen với mình. Không hiểu sao. Sao mọi khi tìm phòng nhanh mà hôm nay tìm phòng nó lâu thế. Xem cái vẻ đẹp của, xem cái vẻ đẹp của nó thôi. Đây. Đấy, khá là giống khẩu Flash Canine, nó chỉ là đúc bằng vàng. Xạ tốc mình thấy nó cũng như nhau. Á à, chà, đẹp nhỉ, quá ê. Cũng được đấy, nhìn, ui, Rune S-VIP à. Cái icon ở trên góc phải màn hình các bạn để ý, nhìn cũng khá là hay, nhìn cũng khá là mới. Rồi, test được 20 hiệp này, 20 mạng này đến khi nào? Bắn thêm vài mạng nữa mình sẽ out ra luôn thôi. Rồi, out ra thôi. Test 1-2 trận để xem coi cái uy lực của nó cũng như ngoại hình. Thì mình thấy ngoại hình nó đẹp hơn cái dòng Flash Knight. Còn về cách bắn và sát hại và xạ tốc thì nó y hệt như nhau. Đây, đây là cái khẩu... Cậu đây. Đấy, cường hóa lên M và không cần mảnh nha các bạn. Bao nhiêu nhỉ? 800.000 điểm cường hóa trong một lần ô. Thì nhân lên với 8864. Cần những 6.400.000 điểm cường hóa thì mới lên được M. Chát nhỉ. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Mình cũng xin dừng clip tại đây thôi. Thật sự rất là đen rồi. Đi ăn mực cho giải đen thôi.